Rồi em xin chào quý anh chị nha. Em máy hôm nay giấy số cũng trúng rai rai thôi. Trúng mấy cái giải giờ tốt nè nha anh chị nè. Cái này hai tờ nè. Máy hôm nay trúng miết mà em không có quay cho anh chị thôi. Trúng rồi giải tốt thôi nè, không có quay. Đó. Mà thường thường là ta trúng giải nhỏ ta để đổi nha anh chị. Chứ còn trúng giải lớn nhiều khi ta xuống thành phố ta đổi nha anh chị. Đó. Mà do nhiều khi có mắc việc không quay được. Đó. Những người mà lãnh số trúng cho anh chị xem. Rồi thì hôm nay em tiếp tục lên sóng cho anh chị là ngày 23 tháng 8 đây, thứ tư ở Khánh Hòa nha anh chị. Rồi số đầu tiên là 32 nè, 32 nè anh chị, 32 nha. Thứ tư ngày 23 tháng 8 nha anh chị. Rồi 56 nha anh chị, 56. Khánh Hòa nè anh chị, số số miền Trung nha anh chị, số 41 nè anh chị, 41 nè, 23 nè, 14 nha anh chị, 14 nè, 0 Nam nè anh chị, 0 Nam nha, 0 Nam, 39 nè. Qua bài chín hả? Không bả hả? Số bên nay thứ tư ít ngày mơ số có nhiều, không bả phải không? Không bả, không có đâu ý quá, có hơi bả đằng nào đà nẵng này đó, đà trung ương đà phụ que hơi mưa tờ quá. Anh có sơn sơn mà dưa quân ở nó hòa sản cho anh không? Có không? Rồi anh chị, hồi nãy nói chuyện với ông chú chạy xe đạp tập thể dục. Rồi thì tiếp tục nha anh chị. Rồi mình rồi thì cũng như thường lệ nha anh chị, số điện thoại này. Và ở địa bàn nha anh chị. Số hôm nay thì em số ít. Nhưng ngày mai á, là xíu nó số đem lên là số bao nhiêu ngày mai á, quản trị thứ năm á là số rất là nhiều nha anh chị. Thì em bón cũng được mấy sắp rồi, nói chung là có dí mưa tà thôi, bón được cũng 2-3 sắp gì đó anh chị. Này còn ít số nha anh chị, thì có gì ít thì em quay ít cho anh chị mình xem dò chơi, hoặc là anh chị nào mua thì cho lô các bạn với em nha anh chị. Buổi sáng thì em ngồi em uống nè, em mua gậu lứt, đậu đen, đậu đỏ, đậu xanh, rồi em xa đi, em ron xong em xa xà rồi xóa em chế bột với nước sâu, em đổ sữa vô nữa nha anh chị, sữa bột có khi sữa sữa ông thọ, bộ hoài muốn cho ít đi ăn xóa nha anh chị, đó tranh thủ bao nhiêu số nha anh chị, đó rồi thì cảm ơn quý vị anh chị rất là nhiều, đây vô máy ủng hộ kênh của em nha anh chị, cảm ơn quý vị anh chị nha, chúc cho anh chị một ngày may mắn nha anh chị cô bác, rồi xin cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị những cái video sau.